Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thót tim cảnh xe máy cố vượt đèn đỏ tại các đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0985 3 số cuối 535. Mặc dù gây sạt lở cho hai bờ sông, nhưng một doanh nghiệp ở Đồng Nai vẫn xin gia hạn khai thác cát. Phản ánh của khán giả Phạm Tuấn Trung, số điện thoại 0337, 3 số cuối 456. Tiểu thương Tiền Giang dầu dĩ vì chợ truyền thống ế ẩm, ảm đạm, vắng người mua. Phản ánh của khán giả Trần Thu Nga có số điện thoại 0975 3 số cuối 453. Câu chuyện người phụ nữ tự tổ chức đám tang giả chết để trốn nợ qua lời kể của hàng xóm. Phản ánh của khán giả Bùi Đức Lê có số điện thoại 0972 3 số cuối 486. Cùng chiêm ngưỡng những cây cột điện nở hoa giúp đường phố thêm sinh động qua chia sẻ của khán giả Lê Như Quỳnh và số điện thoại 0975 3 số cuối 634. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tại những đường ngang nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đường sắt, ngành đường sắt Khánh Hòa đã cho lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động khi có tàu lửa đến. Tuy nhiên, do cây chắn hạ xuống quá ngắn nên nhiều xe máy vẫn cố chạy qua đường ray bất chấp tàu lửa đang cận kề rất nguy hiểm. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0985 3 số cuối 535 trên con đường từ quốc lộ 1A vào thôn Phú Hữu và khu du lịch Ba Hồ thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Tại đây có một đường ngang giao với đường sắt thường xảy ra tai nạn chết người, vừa được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động với đầy đủ đèn, chuông báo cùng cây chắn. Tuy nhiên, khi có tàu lửa sắp chạy qua, do cây chắn dài chưa đến 2m, trong khi đường rộng hơn 4m, nên dù chắn đã hạ xuống nhưng cũng chỉ ngăn được chưa đến nửa mặt đường, tạo ra một khoảng hở rất nguy hiểm để nhiều người đi xe máy cố liều lĩnh chạy qua khi tàu lửa đang cận kề. Hiện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã có nhiều đường ngang vừa được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động giống như trên, nên rất mong ngành đường sắt Khánh Hòa sớm nâng thêm độ dài của cây cần chắn để không còn tạo khoảng hở chết người nêu trên. Thưa quý vị, mặc dù gây ra nhiều sai phạm, sạt lở nghiêm trọng sông Đồng Nai, nhưng tỉnh Bình Phước vẫn liên tục đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấp thuận việc gia hạn giấy phép khai thác cát của công ty Trường Phát trên đoạn sông giáp ranh giữa hai địa phương này. Phía ngược lại, tỉnh Lâm Đồng nêu hàng loạt lý do sai phạm của công ty Trường Phát đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước nên chưa thống nhất thỏa thuận để gia hạn cho doanh nghiệp được tiếp tục khai thác cát trên sông Đồng Nai. Tại sao lại có mâu thuẫn này thì mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của khán giả Phạm Tuấn Trung có số điện thoại 0337 3 số cuối 456. Tình huống ông Bảo cho, bà Bảo cần xem lại này đang diễn ra khi chính quyền hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng nêu lý do về việc gia hạn cấp phép khai thác cát trở lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Trường Phát trên đoạn sông giáp ranh giữa hai địa phương này. Theo đó, ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thỏa thuận cấp phép khai thác cát xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh này. Ngay sau đó, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có ý kiến phản hồi, cho rằng trường hợp công ty Trường Phát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chưa thống nhất thỏa thuận để gia hạn cho doanh nghiệp được tiếp tục khai thác cát trên sông Đồng Nai. Lý do là trong thời gian hoạt động khai thác, công ty chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân hai tỉnh và gây nhiều sạt lở bờ sông phía huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, nhưng không hợp tác trong việc khắc phục, bồi thường cho người dân, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, an ninh trật tự tại địa phương. Gần 2 tháng sau, Bình Phước lại có công văn số 122 ngày 11 tháng 1 năm 2021 đề nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét, chấp thuận việc gia hạn giấy phép khai thác cát cho công ty Trường Phát
với lý do là công ty này đã có giải trình về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản, thống kê các khoản đền bù cho người dân. Bình Phước khẳng định sẽ yêu cầu công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản trả lời và khẳng định giấy phép khai thác cát xây dựng lòng sông Đồng Nai thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước do công ty Trường Phát là do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cấp. Do đó, việc gia hạn giấy phép trên thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trước khi gia hạn, tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo công ty Trường Phát phải đảm bảo yêu cầu, điều kiện quy định theo luật khoáng sản, Nghị định 23/2020, Nghị định Chính phủ của Chính phủ và nội dung văn bản ký kết ngày 7 tháng 8 năm 2019 giữa ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Đồng thời phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, nhân dân xung quanh khu vực khai thác. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước và các tỉnh địa phương liên quan để nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét gia hạn giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai tại khu vực trên cho công ty Trường Phát. Được biết, công ty Trường Phát được tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác cát từ tháng 7 năm 2015. Trong quá trình hoạt động, năm 2016, công ty bị xử phạt 70 triệu đồng về việc khai thác cát gây sạt lở bờ sông. Tiếp đó, trong hai năm 2017 và 2018, công ty nhiều lần bị người dân phản ánh hoạt động gây sạt lở và đã thỏa thuận đền bù cho người dân hai bên bờ sông, nhưng chưa kịp thời, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2020, công ty này bị xử phạt hơn 334 triệu đồng vì vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước đó, người dân sống tại khu vực hai xã Đăng Hà và Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, phản ánh sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua hai xã trên, lại tiếp diễn khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân sạt lở xuống sông. Được biết, công ty Trường Phát được tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác từ tháng 7 năm 2015. Trong quá trình hoạt động, năm 2016, công ty bị xử phạt 70 triệu đồng về việc khai thác cát gây sạt lở bờ sông. Tiếp đó, trong 2 năm là 2017 và 2018, thì công ty nhiều lần bị người dân phản ánh về hoạt động gây sạt lở và đã thỏa thuận đền bù cho người dân hai bên bờ sông. Nhưng chưa kịp thời, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2020, công ty này bị xử phạt hơn 334 triệu đồng vì vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước đó, thì người dân sinh sống tại khu vực 2 xã Đăng Hà và Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phản ánh sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua hai xã trên lại tiếp diễn, khiến cho nhiều diện tích đất sản xuất của người dân sạt lở xuống sông. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, hạ tầng nông thôn phát triển, đường giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, giao thương hàng hóa thuận lợi. Nhiều hộ gia đình sống cặp các tuyến đường, mở các gian hàng buôn bán, nâng cao thu nhập gia đình. Bên cạnh đó, thì nhiều tiểu thương buôn bán tại các chợ nông thôn lại buôn bán chật vật. Nhiều tiểu thương thì phải đối diện với cuộc sống bấp bênh và khó khăn. Ghi nhận tại chợ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, theo nhiều tiểu thương buôn bán tại đây, gần một năm nay, mà đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, chợ trở nên vắng người mua, sức mua giảm, có thời điểm người bán lại đông hơn người mua. Buôn bán ở chợ ngày một khó, nhưng nhiều người vẫn cố bám để mưu sinh. Bà Cha Thị Nhàn, một tiểu thương buôn bán tạp hóa tại chợ Thạnh Lộc hơn 20 năm, nhờ tận dụng ở nhà buôn bán nên không phải đóng phí hàng tháng. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ hàng hóa giảm rất nhiều so với trước. Mà càng ngày là càng vắng khách. Bây giờ thì chắc sáng thì người ta đi mua đồ ăn như là cá thịt vậy đó là được ít người vậy đó là bây giờ tới chiều là vắng như vậy luôn nè. Vắng không có khách luôn. Chợ bây giờ nói chung là mấy năm nay là càng ngày càng xuống luôn mà thấy là bước qua từ hồi Tết tới giờ là càng xuống dữ luôn hơn mà mấy đợt trước nữa đó. Không chỉ riêng các tiệm tạp hóa, nhiều mặt hàng khác như rau củ, trái cây, cá và thịt cũng không mấy khả quan hơn. Bán chậm, chợ bán chậm dữ lắm. Dán đi ít sỉnh à, tại nó đi làm hết trơn là công ty. Tháng mấy bữa được chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì qua đây thôi. Ngay cả quầy hàng thiết yếu nhất, bán thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn gia đình là thịt, cũng trở nên vắng vẻ, thưa thớt, người mua không còn được tấp nập như trước.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, chợ Thạnh Lộc có 106 quầy kiosk, hiện tại có 75 quầy, được 38 tiểu thương đăng ký mua bán kinh doanh, các quầy còn lại vẫn chưa có người đăng ký sử dụng. Về phía chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng để khảo sát và có kế hoạch nâng chất chợ để phục vụ tốt cho hoạt động mua bán ở khu vực chợ. Thứ hai nữa là khuyến khích người dân đa dạng hóa các ngành hàng, nhất là các cái ngành hàng có chủ lực ở tại địa phương để phục vụ người dân. Bên cạnh các giải pháp của chính quyền địa phương, các tiểu thương cần chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hút người tiêu dùng. Liên quan đến vụ tổ chức đám tang giả để trốn nợ đang gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng, theo khai nhận của bà Trần Thị Tuyến, nhân vật chính của câu chuyện này, lý do bà giả chết là muốn thử lòng những chủ nợ đến dự đám tang của bà. Vụ việc được phát hiện khi hàng xóm có quá nhiều lời kể mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình bà Tuyến. Theo đó, tại nhà của ông Nguyễn Văn Liệt, 59 tuổi, ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, tổ chức đám tang giả cho bà Trần Thị Tuyến là vợ của ông Liệt. Cáo phó cho biết, bà Tuyến từ trần ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được gia đình đưa về nhà tổ chức đám tang. Công an huyện Cù Lao Dung phối hợp với đội phòng chống dịch của huyện đến phun thuốc tiêu độc, khử trùng nơi tổ chức đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài thì bên trong chỉ có 3 bao cát. Tôi làm trong nghề là 30 mấy năm rồi, nhưng mà chưa có gặp trường hợp nào như thế này hết trơn. Khi tôi đến đây tôi tụng thì tôi cũng nghĩ như bao cái người khác thuê mình vậy thôi. Nhưng mà bữa nay mấy anh đến đây mới dở lẽ ra như vậy. Hồi trước tới giờ tôi làm là vẫn có sát người, vẫn có là người cúng kiến đồ đầy đủ hết trơn, tức là người chết thật. Còn bây giờ thì mấy anh đến đây là công an rồi thấy cạy nắp hàng ra thì kêu tôi vô chứng kiến thì tôi thấy trong đó là không có xác người. 2 ngày 2 đêm rồi bây giờ mới dở lẽ ra tôi tụng cho 2 bao cát không, tức là tôi là tụng cái vấn đề này nói về cái lương tâm mình á, tôi rất là khó xử luôn. Trong 3 ngày ông Liệt tổ chức đám tang cho bà Tuyến, nhiều người đến viếng, chia buồn thì quan sát thấy có nhiều điều bất thường như chồng con của bà Tuyến không người nào là buồn hay khóc lóc gì. Ngoài ra, khi hỏi thăm các con của bà Tuyến về nguyên nhân bà tử vong, thì các con của bà Tuyến lúc thì bảo mẹ tử vong là do bị tai nạn giao thông ở Đồng Tháp, lúc thì lại nói rằng mẹ té sông chết, có lúc lại bảo mẹ bị sát hại. Sáng ngày 31 tháng 3, khi chuẩn bị đưa quan tài bà Tuyến đi an táng, thì một người con của bà Tuyến lại đột ngột nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung thấy nhiều nghi vấn nên đã kết hợp cùng với Viện Kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật và tài liệu có liên quan. Ngày 29 tháng 3, trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung có xảy ra một cái vụ việc là người từ Campuchia chở quan tài về thị trấn Cù Lao Dung để làm đám tang. Thì để công tác phòng chống dịch được kịp thời thì cơ quan công an huyện phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch xuống đến gia đình và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì cũng được cái nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp là bà Trần Thị Tuyến là nghi vấn là không có chết trong quan tài, thì chắc có lẽ là cái sự này là cái nó không có thực tế. Quá trình thẩm tra xác minh phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh thì hôm nay thì phát hiện trong quan tài là không có xác bà Tuyến chết, là chỉ có là những cái bao cát là để trong quan tài. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, việc bà Tuyến giả chết là do tự sắp đặt ra, mục đích là để thử lòng chung thủy của chồng bà. Nhưng theo chính quyền địa phương, bà Tuyến thiếu nợ nhiều người, có khả năng bị đòi nên người phụ nữ này đã giả chết để trốn nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cù Lao Dung tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, để tạo cảnh quan cho đường phố, nhất là những cột điện khô khan trên vỉa hè, thì một dự án làm những công trình này đã được triển khai. Dự án với sự góp mặt của các bạn trẻ
Công trình là nơi các bạn trẻ cống hiến sức của mình, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Cơ duyên từ một chiến dịch tình nguyện hè vẽ tranh tại một trường tiểu học để tạo niềm vui, hứng thú đến trường cho các em nhỏ và sau đó nhận được nhiều hưởng ứng tích cực. Đội công trình Trường đẹp cho em của Trường Cao đẳng Cần Thơ được thành lập từ tháng 8 năm 2019, chuyên vẽ tranh trên tường tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Vẽ tranh trên tường thì nhằm cũng mục đích là cũng thiết thực về chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn. Thì cũng đoàn phường cũng kết hợp với các đơn vị bạn thì cũng vẽ cái thay áo mới, khoác áo mới cho cục điện, vẽ những bông hoa, những hình ảnh về tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Các bạn thì các bạn sinh viên mình tham gia cũng nhiệt tình, cũng đầy nhiệt huyết, đồ tham gia rất là tích cực. Mỗi tuyến đường được hoàn thành trong vòng 2 ngày, bên cạnh giờ học trên lớp, các bạn đoàn viên thanh niên tranh thủ sắp xếp để hoạt động cùng đội. Không phải tay chuyên, nhưng mỗi người một công đoạn, nhiệt huyết hoàn thành tác phẩm của mình. Đây là cơ hội cho các bạn thể hiện sức sáng tạo, có được nhiều trải nghiệm ý nghĩa thời sinh viên. Và đối với đội tình nguyện vẽ tranh của tụi em, thì trong tháng thanh niên này tụi em vẽ khá là nhiều. Có thể là bắt đầu từ đầu tháng đến hiện tại bây giờ, tụi em vẫn đang miệt mài, đang thực hiện từng ngày. Tụi em vẽ ở trên các cột điện, trên các tuyến đường thành phố Cần Thơ, hay vẽ những bức tranh ở ngoài tuyến đường hẻm, trên những vách tường. Những điểm nóng là nơi tụ tập nhiều rác thải, tụi em muốn vẽ ở đó để khi đó thì sẽ hạn chế cái việc xả rác thải và giúp cho tuyến đường nó sáng xanh sạch đẹp hơn. Và tụi em còn thực hiện một số công trình vẽ các trường tiểu học hay là trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Những cây cột điện xám xịt, buồn tẻ, dán đầy những biển quảng cáo thông qua đôi bàn tay của các bạn đã nở ra những bông hoa tươi tắn, sáng rực một góc đường, thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Qua đó cũng nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp, góp phần giúp thành phố Cần Thơ thêm rực rỡ, ấn tượng hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Hoa loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế mà sang trọng, gợi sự đam mê, tươi trẻ, năng động, thâm trầm mà kín đáo. Chính vì thế mà trong Thiên Chúa giáo nó được coi là biểu tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Loài hoa này nở vào tháng 4 như sắp đặt của đất trời. Bởi đây là tháng mùa thương khó nên các giáo đường đều lấy hoa này để trang trí bàn thờ hay là được cắm ở các ảnh tượng Chúa. Khi xuân còn chưa quyến luyến, chưa nỡ rời đi, thời tiết vẫn phảng phất chút lạnh, chút heo may thì loa kèn đã cùng với những gánh hoa rong vào đô thị làm phố phường Thành Nam đẹp hơn trong những ngày đầu hạ. Trồng hoa loa kèn thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 11 và cho hoa vào tháng 4. Từ trồng đến lúc mọc có thể tới 45 đến 48 ngày. Để tránh cỏ mọc, người ta phải phủ một lớp dạ mỏng, vừa hạn chế cỏ, vừa che phủ đất để giữ ẩm. Trong kỹ thuật trồng hoa loa kèn, yêu cầu đầu tiên phải chọn đất phù hợp. Đất thích hợp là đất xốp, nhiều mùn, độ ẩm vừa phải, thoát nước nhanh nhưng giữ ẩm tốt. Đất phải cấy bừa, đập vỡ khoảng 3 lần, làm luống cao, mặt luống phải thật phẳng. Khi trồng, đặt củ giống vào rãnh cách hàng 45cm, củ cách củ 30cm. Lấp đất sâu vừa phải từ 4 đến 5cm, nếu lấp sâu quá thì cây càng khó mọc. Khi hoa vươn cao, cần tưới nước phân pha loãng rồi xới sáo vun cao cho cây khỏi đổ. Cây loa kèn cứng nên không phải cắm cọc. Khi cây bắt đầu nhú hoa thì ngừng vun và xới sáo. Sau khi cây ra khoảng 10 lá thì nên ngắt bỏ chồi ngọn để tăng số lượng chồi nách. Cắt hoa vào lúc bông hé nứt đầu cánh, chừa lại phần gốc từ 20 đến 15cm có cả lá để cây có thể nuôi củ. Hoa cắt xong có thể cắm ngay vào nước, phần củ thân còn lại tiếp tục chăm sóc, xới sáo cho đến tháng 4 rồi mới đào củ. Khi bảo quản, cần giữ nguyên cả thân tới vụ trồng sau. Khi củ đem trồng, cần cắt bỏ phần đầu thân của củ. Nhìn qua vẻ bề ngoài, loa kèn trông gần giống hoa ly nhưng bông lại nhỏ hơn. Cũng có 5 cánh nhưng chỉ độc một màu trắng xanh tinh khiết, được nhiều nghệ sĩ ưu ái đưa vào thơ ca, hội họa và được mệnh danh là loài hoa của tháng 4. Trước đây, chỉ có Đà Lạt mới có thể trồng được hoa loa kèn vì ở đó có khí hậu ôn đới, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây. Nhưng ngày nay, ở nhiều nơi trên đất Bắc cũng đã trồng loại hoa này.
những bông hoa lớn lên từ mọi góc vườn, đồng ruộng. Tuy không rực rỡ như bằng lăng, không ngát thơm như hoa sữa, hoa bưởi, hoa huệ, nhưng hoa la kèn lại đẹp tinh khiết như một người thiếu nữ vừa đến độ trăng tròn. Màu trắng mỏng manh, xanh xao và lặng lẽ, gợi khoảnh khắc về những ngày tháng tư xưa cũ, những ngày đầu hè. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn tại những đường ngang nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đường sắt, ngành đường sắt Khánh Hòa đã cho lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động khi có tàu lửa đến. Tuy nhiên, do dây chắn hạ xuống quá ngắn khiến cho nhiều xe máy vẫn cố chạy qua được đường ray bất chấp tàu lửa đang cận kề rất nguy hiểm. Đề nghị ngành đường sắt Khánh Hòa sớm nâng thêm độ dài của cây cần chắn để không còn tạo khoảng cách hở chết người, để hệ thống cảnh báo tự động được vận hành theo đúng nghĩa an toàn của nó. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0985 3 số cuối 535. Mặc dù gây ra nhiều sai phạm, sạt lở nghiêm trọng sông Đồng Nai, nhưng tỉnh Bình Phước vẫn liên tục đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấp thuận việc gia hạn giấy phép khai thác cát công ty Trường Phát trên đoạn sông giáp ranh giữa hai địa phương này. Phía ngược lại, tỉnh Lâm Đồng nêu hàng loạt lý do sai phạm của công ty Trường Phát đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước nên chưa thống nhất thỏa thuận để gia hạn cho doanh nghiệp được tiếp tục khai thác cát trên sông Đồng Nai. Phản ánh của khán giả Phạm Tuấn Trung, số điện thoại 0337 3 số cuối 456. Thời gian qua, hạ tầng nông thôn phát triển, đường giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, giao thương hàng hóa thuận lợi. Nhiều hộ gia đình sống cặp các tuyến đường, mở các gian hàng buôn bán, nâng cao thu nhập gia đình. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương buôn bán tại các chợ nông thôn lại buôn bán chật vật. Nhiều tiểu thương đối diện với cuộc sống bấp bênh khó khăn. Phản ánh của khán giả Trần Thu Nga có số điện thoại 0975 và số cuối 453. Liên quan vụ tổ chức đám tang giả để trốn nợ đang gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng. Theo khai nhận của bà Trần Thị Tuyến, nhân vật chính của câu chuyện này, lý do bà giả chết là muốn thử lòng những chủ nợ đến dự đám tang của bà. Cơ quan chức năng cho hay, tùy mức độ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, cơ quan điều tra sẽ xử lý việc làm đám tang giả của bà Tuyến. Phản ánh của khán giả Bùi Đức Lê, số điện thoại 0972 3 số cuối 486. Để tạo cảnh quan cho đường phố, nhất là những cột điện khô khan trên vỉa hè, một dự án làm những công trình này đã được triển khai. Dự án với sự góp mặt của các bạn trẻ. Công trình là nơi các bạn cống hiến sức trẻ, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Chia sẻ của khán giả Lê Như Quỳnh có số điện thoại 0975 3 số cuối 634. Hoa loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế mà sang trọng, gợi sự đam mê, tươi trẻ, năng động, thâm trầm mà kín đáo. Chính vì thế, trong Thiên Chúa giáo, nó được coi là biểu tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Loài hoa này nở vào tháng 4 như sắp đặt của đất trời, bởi đây là tháng mùa thương khó, nên các giáo đường đều lấy hoa này để trang trí bàn thờ hay được cắm ở các ảnh tượng Chúa khi xuân còn quyến luyến chưa nỡ rời đi. Thời tiết vẫn phảng phất chút lạnh, chút heo may thì loa kèn đã gồm những cánh hoa rong vào đô thị, làm phố phường Thành Nam đẹp hơn trong những ngày đầu hạ. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 và số cuối 950. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.